đây là ngọt nhất hãy riêng cho kia đây hai và tất cả những dân người đầu một hai ông pika đi đưa rồi chúng ro ro sẽ chăm pika nó quấy sự phân thắm trọc hết cuộc đời đào được cho những viên mà chăm tới nó không phục luôn hai lời những viên mà thương mà đó có thể cầm chia hai hành dẫn số một bên lớp này càng cái chia được bốn chục người khác rồi chia được bốn lá rồi cho những bà dân mới được khang một tới cư vía chia một phép sự phân thắm tại đó là có ba vía cứ thúng copy sự ghost được coi chia sự rest ba cái cứ cái băng thông nó bị thoa mà đá tại đó cứ như nào tạo ra một hai cái dòng này cho những ai là thiết và với đó cũng khác một phát chẳng phua rò rồi nó cứ dân mà lại thích ba lá chẳng phua nhưng mất từ spirit of excellence cứ dân một hai cái thiết thiếu khá tiếp như nào lại thay nó sẽ tiếp nên cả bạn có bạn đẹp ba sẽ dân rò rồi sẽ ok lấy nước dân một mơ hay không bình đó chúng tôi được dân Rolls Royce này vì dân anh đang hay thả thà viết chỉ một phê được dân đại luxury và chỉ một phê được dân đại thang cứ hai class của hai vị anh được kiếm một hai dòng phi kiếm trả vì chuyện của anh là trên hai cái không cao mà qua viên ấy cái bán đi dài này không bị cao được dân thôi mà đã đã lâu còn sợ o o này Rolls Royce cứ viên lên nâng cao lên tầng đó tôi bây giờ phải tăng không quên mà nào hai chúng tôi sẽ bỏ con đi đấy một phê là Rolls Royce ba này cứ chưa sẽ bỏ con đã flat tire rắn cứ ban này thay vì ai rock ban là dạng trong ngày đó tới mà rồi mai và xanh gì việc bay cứ xem nó rock sắp rồi nó logo Rolls Royce là má còn ta được không hàng cao để sao đi chụp được cái gì làm khúc cứ hàng cao nhé cứ clay chín tập phết phantom thôi mà đây được chưa hai và sao mấy cái này làm việc clay dạng đấy cứ Rolls Royce ở ban thôi chỉ cú đã bạc là tập áp tế cứ thôi chỉ cái này hai đồng bay bạc cú nan bán những ai cao lên tới đây đi bán những cho cái chiếu đó chính là những cái cung này cứ phải được cung nán thong ở đây rồi sao ta biết chạy cho cái cung nào tại mỗi chân nán nữa hay mỗi tiếp những ai chân bị tông lên bán rồi mới từ lại trong cầu hai cái phải để bắt trong cầu nó cứ lôi từ tên cứ tham gia chơi nữa vì cái nán mới từ đó cứ gì đó cứ thay không là ta còn sân bay ta còn đá cung này còn nữa đó hai cái feel của mình cũng cái này đó sân bay ta trong tại chơi khúc cầu của nó hai cái bút kia thằng lưỡi này cứ những ai chơi nán thong đá bằng tay như bị sát chỉ chiếc lán thỏng đá để dân thỏng đá bật khớp khớp thì dân anh ta không có thân kết còn ta chỉ có một nít thì dân khoảng ta sẽ gặp với cho tới cứ bia absorb đồ đi sâu vào auto và tự tìm lộn bạn này dân dân bố tập thêm rõ rõ thì vẫn cứ bia miên là hôn tập đó pram sợ tốt để lộn đại vì thơ là ổng bị tập thêm hay sợ tốt bị trong cái sản khác cứ một hết chìa đôi chìa chẳng được cái chọn chẳng tư như vậy tới cứ là cái là theo như cái loss tay mà đó hay chỉ bố trim line để lại là ổng finish line là nhi khơn tăng phí tam các ba và to tam thuê rồi hô đo tập tôi nít cứ mẹ cô làm sao này cứ cô đòi đáy sót tam ở đó cứ special craftsman tam ở đó chụp phô được John Ross Roy để thuê viên miên đọc lại khai lời thả nít cứ người sao ta được John nít hà lạc lãng cứ đòi tay đó hay sao ta chia nhạc trùng liên cầm phu khang và lật được John nít tam ở đó nơi phê để bác cho học liếm nhưng cách theo được John Thuyết Pi ní vì anh miên thầm cái ý Pi bằng tay ở tệ vì miên cái ý đó hôm đó tại buồn đã xác nhận được là bác muốn cứ khăn khỏi Pi hay năng khăn một Pi hay tam ca finish của bó vía tam tên là bó vía cực khá phụ ở ní cứ thua lãng bị sắp bay bị xác đòi sắp bay sát cô chẳng nói cứ thấy bàn châm đời rồi chặn đây xả ca cho mỗi rõ rõ chẳng đó cứ ban này thay rõ rõ là do tại sắp bay nè để miên quân được phép rõ trong phua ca ra trên là nó không được John ní cứ miên phép vì sao sáng khăn mạnh tán cứ đời sáng sắp bay ní và chỉ có chơi đi và nhưng mà tới là cái đại tháp của cái hòm chắc hay biết thua mà bài sát là được nhưng mà được là chẳng cứ bài sát là được là trong hồn rồi to tạm đó hay chỉ có chơi đại tăng là không interior này cứ sát ta chỉ có phê chơi bằng đặt tạm đó chơi bằng đặt đại tranh vì khang trong hồn đặt là các nguyên vụt vụt của cái ông lấy luôn ca bác bồn chưa được dân đi vẫn cứ dưng là smart key đi kia hay tầm bao dưng ai nhọc cho được nông tạm này hay dưng ai chọn start được tổng sân nó bên ní bị tông lấy cho đám chanh mà hỏi vì thật khi nó không đồng hai hắn chừng dưng ai cần mang hai dưng cho start ní tới mà xin như này cho đám ta mà nó hay được hai khẳng không đi đấy cứ dưng ai chọn bị tông lấy tới dưng ai cần trả bình chia cho đàn đoàn đấy dưng ai bình chia cả chó dưng ai bình chia từng càng ca bao tờ bổ dưng ai bình chia trong phố memory sick hay được hai khẳng cao ní cứ khúc thông ra mà đó cứ miễn bình tông SOS sầm đạp khoa rộng thùng người nó bê là đê tha nó bê là dương chung khuyên thạp xem như anh chụp kèng ấy ở đây rồi từ sạp bán nhưng anh chân SOS này bàn hai cái này cả khăn ông viên thang tiết miễn bụi tông sầm đạp đào chỉ một sai cách 3.5 mm máy sai USB hai nâng đông lương mùi cái này sầm đạp đào phần này hãy lấy nếu dương cho một mưa play khang nạ đồng lá nâng côi khang một quên được đồng và cứ thay nó quay mẹ rõm cho màu hẳn không nít cứ thay khăn lớn ý từ liền lần tán và mình tư các ba cái dương tế thay nơi thay khăn một nhạc côi nít
តុបតែងដោយឈើបណ្ដាដូចគ្នាប៉ុន្តែវាអត់មានបេតុងឲ្យជិតច្រើនទេយើងមានប្រដាប់ដាក់ឯបាននៅក្នុងនេះមួយគឺអាចជិតនៅក្នុងនេះបានដោយនៅក្នុងនេះវាមានបេតុងបញ្ជាសម្រាប់រូប Spirit of Ecstasy នៅខាងមុខនេះយើងអាចបត់បានគ្រប់ខាងក្រោយបានហើយនៅបេតុងបញ្ជាផ្សេងៗខាងអ្វីដែលពិសេសដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាតែងតែចង់ឃើញអំពី Land Rolls Royce នេះគឺដោយសារតែ Land វាជាប្រភេទ Land ប៉ុណ្ណឹងចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនចាំបាច់ត្រូវទៅបាត់ទ្វារនឹងខ្លួនឯងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់តែចុចនៅខាងនេះគឺវាចូលអូតូម៉ាទិកតែម្ដងគឺរ៉រ៉យស្មាតបំពាក់ឆាត់នៅខាងគៀមនេះសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់គឺសម្រាប់បង្ការនៅពេលភ្លៀងរកកន្លែងណារកឆាត់បានគឺឆាត់តោះមកជាមួយរ៉រ៉យតែម្ដងមកជាមួយរថយន្តតែម្ដងគឺនៅទីនេះដែលយើងអាចជួយបងនេះបានគឺឆាត់នឹងយើងចឹងហើយហើយដល់ពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ហើយយើងអត់ដឹងថាទុកណាយើងអាចយកទុកចូលក្នុងនឹងមួយបានគាត់ទៅរួមហើយអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំមកបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីការបើកដំបូលរបស់រថយន្ត Tropet Coupe ឆ្នាំ2013នេះបងដំបូងយើងចាប់នៅកន្លែងនេះប៊ូតុងនេះមួយគឺប៊ូតុងសម្រាប់បញ្ជាដំបូលហើយដើម្បីបញ្ជាដំបូលនេះបានយើងត្រូវបើកម៉ាស៊ីនប្រចាំម៉ាស៊ីនឡានហើយនឹងយើងបិទទ្វារទាំងអស់បិទកញ្ចក់ដូច្នេះខ្ញុំសូមបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងញាត់ចូលទៅក្នុងនេះអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះហើយពួកយើងនឹងជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយៗទៀត